Xin chào mọi người, mình hiện nay đang đang đứng cạnh một cây một gốc sầu riêng tại vườn mình. Gốc này hiện nay trồng khoảng 18 năm, thơm rất là to, đang cháy còn nhỏ. Và mình làm video clip này để mình lên mình đếm thực bảo nhiều trái để mình lên cây nha. Đang trên cây nha các bạn. Đang trên cây. Wow, cao lắm, cây này cao mười mấy mét, gần chục mét nữa. Năm nay cây đều cháy rất là nhiều quá. 18 năm cháy quá đẹp luôn, cháy tròn lắm. Cái này mình không có tiễn lại nữa, nhưng mà tỷ lệ cái cây này đâu đậu rất là cao. Vui. Wow, có heo ổ ong, vui, con ruồi. Wow, ôi mình không dám làm mạnh đâu, làm bay qua chích khỏi xuống luôn. Để leo tới đây là rất là vất vả. Cao hơn 10 mấy mét. Hiện mình đang trên cao các bạn ơi, cao lắm. Mình gọi xuống ơi, nhìn trước mặt quá. Wow. Đây. Trái sầu riêng non ơi. Wow. Nguyên một chùm rất là nhiều trái nè. Gì? Cao đứng rung rồ quá. Mình kéo dài ra thôi chứ. Còn ở trên kia nữa. Coi, mình đếm nhánh này coi. Nhánh này thì sơ thì cũng khoảng hai mấy ba chục trái ạ. À. Nhánh này từ đây đầu trái rất là đẹp nè. Dưới đây nữa nè. Wow. Đây chỉ là một nhánh thôi nha. Mình quay qua đây nữa. Đó. Bạn thấy xa không? Thấy chùm ngoài kia không? Trên đây nè. Đó. Và bên đây. Đó, tiêu rồi. Đó.